Tổng thư ký Hội nghị Liên Hợp Quốc về Thương mại và Phát triển đã họp với quan chức Nga để thảo luận việc tạo điều kiện cho hoạt động xuất khẩu ngũ cốc và phân bón của cả Nga và Ukraine ra thị trường toàn cầu. Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres duy trì quan điểm về việc bảo đảm khả năng tiếp cận không bị cản trở của các thị trường toàn cầu đối với các mặt hàng thực phẩm và phân bón của cả nga và ukraine cuộc thảo luận diễn ra trong bối cảnh xung đột nga ukraine đã cản trở hoạt động xuất khẩu ngũ cốc và phân bón từ hai nước này ra thị trường toàn cầu hiện các quan chức liên hợp quốc đang nỗ lực khôi phục thỏa thuận sáng kiến ngũ cốc biển đen trong báo cáo triển vọng kinh tế toàn cầu mới công bố vào ngày mùng 10 tháng 10 quỹ tiền tệ quốc tế imf đã hạ dự báo tăng trưởng kinh tế năm 2023 của nhiều nền kinh tế trên thế giới. Chỉ có một số ít nền kinh tế, trong đó có Mỹ, Nhật Bản, Ấn Độ và Nga đi ngược xu hướng này. IMF dự báo kinh tế Mỹ tăng trưởng 2,1% trong năm 2023 và 1,5% trong năm 2024. Tuy nhiên, triển vọng kinh tế Đức giảm và Nhật Bản được nâng cao lên 2% trong năm 2023. IMF cũng hạ dự báo tăng trưởng kinh tế của Trung Quốc và tăng dự báo tăng trưởng Ấn Độ lên mức 6,3% trong năm 2023. Khu vực Trung Đông và Trung Á dự kiến tăng trưởng 2%, nền kinh tế Nga thể hiện sức bền vượt trội và IMF dự báo tăng trưởng 2,2% trong năm 2023. Với Ukraine, dự báo tăng trưởng năm 2023 là 2% với kỳ vọng GDP tăng 3,2% trong năm 2024. Thái Lan hôm qua đã phóng thành công vệ tinh thứ hai quan sát trái đất Theo 2 lên quỹ đạo từ vùng Guyana thuộc Pháp. Khoảng một giờ sau khi phóng, Theo 2 đã tách ra khỏi tên lửa và đi vào tầng thấp của quỹ đạo trái đất. Giới chức Thái Lan cho biết hệ thống vệ tinh trên sẽ chạy thử trong vòng 3 tháng trước khi hệ thống chính thức đi vào hoạt động và bắt đầu thực hiện các hoạt động quan sát trái đất. Vệ tinh TEOS-2 sẽ cung cấp thông tin cần thiết cho ngành nông nghiệp, quản lý nước, quy hoạch đô thị và quản lý tài nguyên thiên nhiên. Vệ tinh này là một bước tiến lớn trong công tác ứng phó của Thái Lan trước các tình huống khẩn cấp nhờ sử dụng thông tin mới, chi tiết và chính xác được thu thập từ các dịch vụ cảm biến từ xa. Ngày 9 tháng 10, hiệp hội các nhà biên kịch Mỹ thông qua thỏa thuận mới với các hãng phim, kết thúc cuộc đình công lâu nhất trong lịch sử ngành điện ảnh. Hiệp hội các nhà biên kịch Mỹ cho biết 99% thành viên đã ủng hộ thỏa thuận, cho phép 11.500 nhà biên kịch trở lại làm việc với điều khoản cải thiện. Liên minh các nhà sản xuất điện ảnh và truyền hình Mỹ cho rằng thỏa thuận này bảo vệ nhà biên kịch và mang lại lợi ích cho cả hai bên. Cuộc đình công bắt đầu vào ngày 2 tháng 5 vì tranh chấp về bồi thường, số lượng nhân viên tối thiểu, sử dụng trí tuệ nhân tạo và tiền thưởng. Sau 148 ngày đình công, thỏa thuận sơ bộ đã đạt được, tuy nhiên hoạt động sản xuất phim vẫn tạm dừng, cuộc đàm phán vẫn đang tiếp tục. Châu Phi đang chịu tác động lớn nhất của tình trạng biến đổi khí hậu. Khu vực này cũng đang chứng kiến là sóng di cư khí hậu chưa từng có từ trước đến nay. Dự báo vào năm 2050, khoảng 86 triệu người châu Phi sẽ di cư khí hậu. Con số này nhiều hơn cả số người di cư do xung đột. Các nhà lãnh đạo của các quốc gia châu Phi đang nỗ lực để tìm cách ngăn chặn xu hướng này. Đây là khung cảnh tan hoang của thành phố Derna, Đông Bắc Libya sau thảm họa vỡ đập do ảnh hưởng của bão Daniel xảy ra vào đầu tháng 9 vừa qua hàng chục nghìn người thiệt mạng. Hơn 43.000 người trong số 100.000 người dân của Đơn A phải di rời khỏi nơi ở mà chưa biết đến khi nào mới có thể trở về. Trong khi đó, tại vùng sừng châu Phi gồm Djibouti, Ethiopia, Eritrea, Kenya, Somalia, Nam Sudan và Sudan, 5 năm qua không hề có mưa và đây là đợt hạn hán tồi tệ nhất trong 40 năm qua. Gần 130.000 người ở khu vực này đang đối mặt với cái chết cận kề do nạn đói, cả con người và đất đai đều kiệt quệ, góp phần vào làn sóng di cư kỷ lục đang gây áp lực lớn cho châu Âu. Một nghiên cứu của Liên hợp quốc cho thấy, hơn 90% người di cư châu Phi sẵn sàng tới châu Âu, bất chấp việc phải bỏ mạng trên biển hay trở thành con mồi của nạn buôn người. Nhưng rất nhiều người không thể đi xa được như thế hơn 7,5 triệu lượt người châu Phi, trong đó có hơn 1,8 triệu trẻ em đã di cư do thảm họa thiên tai, chỉ riêng trong năm 2022. Vào năm 2050, khoảng 86 triệu người châu Phi sẽ di cư trong và ngoài lục địa nếu không có hành động mạnh mẽ hơn, giúp giảm thiểu tác động của biến đổi khí hậu được thực hiện. Biến đổi khí hậu đang tác động trực tiếp và tiêu cực đến cuộc sống hàng ngày của 88% dân số châu Phi. Lục địa đen cần khoảng 100 tỷ đô la mỗi năm để giảm thiểu những tác động này, nhưng hiện tại mới chỉ nhận được 12% nguồn tài chính cần thiết. Vì vậy, trong nỗ lực ngăn chặn cuộc đại di cư vì khí hậu, các nhà lãnh đạo châu Phi xác định nông nghiệp bền vững sẽ là vấn đề then chốt. Việc chuyển đổi sang các hệ thống nông nghiệp hài hòa với thiên nhiên có thể là giải pháp cho cuộc khủng hoảng thiếu lương thực và suy dinh dưỡng đang ảnh hưởng đến nhiều nước châu Phi hiện nay. Vấn đề mấu chốt là cây lương thực có thể thích ứng với điều kiện khắc nghiệt của môi trường châu lục. Đây là cánh đồng trồng thử nghiệm giống lúa lai năng suất cao tại miền Trung Kenya. Giống lúa này do Quỹ Công nghệ Nông nghiệp Châu Phi lai tạo, được kỳ vọng sẽ trở thành chìa khóa giúp giải quyết cuộc khủng hoảng lương thực và suy dinh dưỡng tại châu Phi. Châu Phi đang phải đối mặt với tình trạng đất bạc màu nghiêm trọng và sự lây lan của các loại sâu bệnh. Việc đưa vào canh tác các giống lúa cải tiến với năng suất cao và khả năng thích nghi với điều kiện thời tiết khắc nghiệt sẽ giúp tăng cường an ninh lương thực và xóa đói giảm nghèo. Giống lúa lai mới trồng thử nghiệm cho năng suất cao gấp đôi so với giống lúa nước trước kia. Điều này vô cùng ý nghĩa khi mỗi năm Kenya tiêu thụ khoảng 650.000 tấn gạo, trong khi năng lực sản xuất trong nước chỉ vào khoảng 150.000 tấn sẽ không có ai ra đi nếu quê hương là nơi mang đến cơm ăn náo mặc và sự bình yên